Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Bây giờ thì cũng là 7 giờ sáng rồi nhưng mà trời là vẫn có vẻ là hơi âm một chút. Đấy thì hôm nay thì hai hôm vừa rồi là không có video. Hôm nay thì kính mời các bác, quý vị, anh chị đi theo bọn em một chuyến. Đó là di chuyển từ đây về Phú Thọ để giao con chi tông này cho một bác ấy cọc một cái cọc to đùng. Bảo bác chuyển khoản cọc đi, bác cọc hẳn 400 triệu. Và hôm nay đi giao cho bác đây. Và tiếp đến nữa là bọn em sẽ di chuyển từ Phú Thọ, từ thị xã Phú Thọ về Hà Nội để cho một anh cọc cái con Karen này. Và anh ấy xem xe ok là anh lấy. Đấy. Và nếu đúng như cam kết là anh lấy, ví dụ như không tai nạn, không đông đụng, không ngập nước và xe ok cái thứ là anh ấy lấy. Đấy. Thì hôm nay thì em sẽ di chuyển như vậy và cả ngày hôm nay gần như là phải đi như vậy rồi. Di chuyển từ đây về Phú Thọ ấy thì bọn em di chuyển giao xe ở đó vào tầm khoảng 9 đến 10 giờ. Sau đó là từ Phú Thọ di chuyển về Hà Nội. Sau đó tầm 3 giờ thì khách hàng mới lại xem con kia Karen này. Đấy, anh em ăn trưa ăn trước cái thứ nữa thì khả năng tầm 2 giờ 3 giờ anh em mới về được mãi phía Hoàng Mai Hà Nội cơ. Có nghĩa phía cuối Hà Nội cơ, chứ không phải đầu Hà Nội phía trên thì lại đơn giản quá phải không các bác. Rồi ok các bác nhá, kính mời các bác đi theo của em một chuyến. Đổ dầu xong các bác ạ. Vừa hết bình nha, đổ cho khách hàng nửa bình dầu. Hay nói cách khác là đổ cho mình thôi, mình đổ dầu thôi, mình đi giao xe thôi, không phải đổ cho khách hàng. Và bây giờ thì bọn em bắt đầu rẽ lên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Đường đi như này thì nó hơi vòng một chút các bạn. Đường đi như này thì em phải đi coi như là nếu như mà đi đường chim bay ấy, thì sang bên Phú Thọ rất là gần. Nhưng mà em phải vòng mãi xuống nút giao Sóc Sơn, xong rẽ qua Sóc Sơn Hà Nội, xong mới lên cao tốc Hà Nội Lào Cai. Đấy, xong giờ là xuống ở nút giao IC9 thì phải. Em tính là từ đây đến đấy nó tầm khoảng gần 140 cây. Đấy, là di chuyển toàn cao tốc không thì cũng nhanh thôi. Khách hàng thì muốn nhận xe vào khoảng 9 giờ, 9 rưỡi. Bây giờ là hai anh em bắt đầu di chuyển lên cao tốc, bắn thẳng một mạch về đấy các bác nhá. Ok. Chào các bác, em đã di chuyển tới ngã tư Sóc Sơn. Thì đây là trung tâm của huyện Sóc Sơn các bác này. Trước mặt đèn xanh đèn đỏ cái là ngã tư. Đấy. Thì đây là ngã tư huyện Sóc Sơn, nó cắt với đường quốc lộ 3 các bác nhé. Quốc lộ 3 là cái quốc lộ mà chính là cái ngã tư này này, bắn thẳng một mạch lên Thái Nguyên, rẽ phải lên Thái Nguyên này, rẽ trái là về Đông Anh này. Đấy. Và đi thẳng là ta sang cái đường đi cắt vào quốc lộ 2 ngày xưa, hay nói cái khác là vào đầu đường quốc đầu đường cao tốc Hà Nội Lào Cai đấy. Đấy, hay là sang phía Nội Bài đấy. Đấy. Rồi em đã đến trung tâm Sóc Sơn và từ đây di chuyển lên đến đầu đường cao tốc Nội Bài thì đâu đó tầm khoảng 8 cây nữa. 8 cây nữa là vào cao tốc. Sau đó là em tiếp tục đi cao tốc, em đi lên nữa thì cỡ đâu đó khoảng tầm gần 100 cây nữa, xấp xỉ 100 cây nữa mới đến cái vị trí để mà giao cái xe con chi tông này các bác nhá. Lần nào mà đi trên cái đoạn đường từ Sóc Sơn mà sang phía Nội Bài này thì em đều có ấn tượng bởi cái hàng cây xà cừ này. Đấy. Cái hàng cây này thì nó có từ rất lâu rồi, các bác nhìn thấy đẹp không ạ? Đấy, đây là còn bị cắt tỉa phía dưới đi cho đỡ nguy hiểm đây, mưa bão đấy. Nếu mà không cắt tỉa thì phải nói là nó tuyệt vời luôn, nó mát. Đặc biệt là vào mùa hè. Đấy, giữa hai bên là cánh đồng, thế nhưng mà ở đoạn giữa này lại có những hàng cây xà cừ kiểu như thế này. Thì cái đường này thì về cơ bản nó cũng nhỏ, về tương lai thì không biết là nhà nước có mở rộng ra không thì không biết, nhưng mở rộng ra thì chắc chắn là một hàng cây phải bị đánh đi rồi. Đấy. Thế tuy nhiên thì như vậy thì nó hơi tiếc. Em đi thì rất ấn tượng cái gốc rất là to và đánh số này. Bây giờ đến chỗ này là 150 mấy 160 mấy gốc này. Đấy. Đẹp không bác? Rất là mát đúng không? Vào mùa hè thì vào mùa hè thì thường ấy thì ở hai bên đường này người ta bán ngô. Đấy, bán ngô này, bán dưa này, dưa bở này. Đây, các bác nhìn này, ở đây có xe ngô này. Đấy, đây là ngô luộc tại chỗ, nướng tại chỗ này. Đấy, phía trước kia lại có tiếp kìa. Thế nhưng mùa này thì hơi ít hơn, nhưng mà mùa hè đi qua đây mà được ngồi nghỉ giữa cánh đồng như này, dâm mát lại được ăn cái ngô nướng thì hay là ngô luộc thì ngon tuyệt vời luôn các bác ạ. Đấy, nói chung là đẹp các bác. Ở phía trái, bên trái này là sân bay Nội Bài các bác này. Đấy, một bãi rất là rộng. Đấy, tuy nhiên thì các bác không nhìn thấy những cái tòa nhà hay cùng lắm các bác chỉ nhìn thấy cái tháp canh của sân bay kia thôi. Gọi là tháp điều nhận tín hiệu có thứ linh tinh thôi. Đấy. Thường ấy thì khi mà đi qua đây ấy, có những cái máy bay nào đấy nó bay ở trên đầu thì nó ngay ở trên đầu mình luôn để nó xà xuống cái sân bay Nội Bài ở phía bên trái kia. Đấy. Đấy các bác nhìn kìa, đấy các bác nhìn thấy cái tòa nhà xanh xa xa kìa. Đấy chính là sân bay Nội Bài đấy. Và đường là đường ven theo cái đường của sân bay Nội Bài đấy. Đi qua đây một đoạn vào bên trong kia là nó là thuộc đất của sân bay Nội Bài, qua cái hàng rào trong kìa. Đấy, tí nữa em sẽ đi qua một cái hàng rào đúng của sân bay luôn, em sẽ quay tiếp cho các bác.
Đây các bác này, đây chính là hàng rào của sân bay Nội Bài. Các bác nhìn vào bên trong kia sẽ thấy máy bay đậu đẩy sân bay kìa. Đấy. Và em nhìn một cái máy bay nó cũ lắm, nó để chỗ kia khả năng là cái máy bay mà mười mấy năm rồi của cái nước nào đấy nó cứ để ở sân bay Nội Bài kìa, nhà nước đang thanh lý hay sao ạ? Các bác nhìn thấy hàng rào không ạ? Hàng rào và ở đây nó có những cái cột cột này là cột mà buổi tối nó phát đèn lên để cho máy bay biết được cái đường băng ở đâu là có thể là hạ cánh này. Đấy. Hàng rào của sân bay rất là rộng luôn các bác nhá. Sắp tới đầu cao tốc rồi các bạn. Đây các bác nhá. Đây nó đến một cái ngã ba. Một là rẽ phải lên cao tốc đi Lào Cai, hai là rẽ trái về Vĩnh Yên, Hà Nội. Về Vĩnh Yên hoặc về Hà Nội là rẽ trái hết. Còn bây giờ em sẽ rẽ phải để lên cao tốc để đi lên Phú Thọ các bác nhá. Từ đây lên nó tầm khoảng 100 hơn 100 cây nữa đi đường cao tốc như này. Đó, đây đầu cao tốc đây, lối rẽ vào cao tốc đây. Đấy. Đi lên một đoạn nữa thì ta sẽ được di chuyển với tốc độ là 100 km/h trên đường cao tốc Hà Nội Lào Cai. Đấy. Đúng ra là Hà Nội đến tầm Yên Bái thôi, còn đến Lào Cai thì đa số là 80 km/h cái đoạn trên ấy. Rồi, ok. Bây giờ là đến cao tốc rồi, em di chuyển các bác nhá. Khi nào mà đến nút giao xuống thì em tiếp tục em quay cho các bác ở trên cao tốc, chả có gì mà quay đâu. Ra nút giao IC9 các bạn. Đấy, thì đến đây từ Hà Nội lên thì không biết là hết bao nhiêu tiền cước. Nào. Mời. Ừ, 90.000 này em. Ok, thank you. Đó. Thì bây giờ là không biết là có phải vào đây khai báo gì không nhỉ? Xin lỗi, công trường đang thi công ạ. Chỗ này thì hình như là không phải khai báo phải biết gì hết sao ấy. Xuống Phú Thọ mà. Đấy. Thường là vào mùa dịch ấy, thì sẽ khai báo rất là nhiều ở những cái địa điểm như thế này. Nhưng mà bây giờ thì không, bây giờ thì hiện tại đang rồi ok, đây anh ấy gọi đây rồi, để em nghe cái đã nhá. Tự nhiên đến đây cái là anh ấy gọi luôn. Em đây anh ơi. Được à? Vâng. Đến đâu rồi? Em vừa xuống nút giao IC9 rồi. À thế thì anh xuống về, anh về nhà hôm nay. À thế à, vâng. Anh thế dậy, à, anh dậy gần nhà. Em cứ đến cái điểm mà hôm qua anh gửi nhá. Ừ, em đến đi, anh đang về đi rồi, anh vừa trốn về đây. Ok, anh trong quân đội hay sao đấy? Đâu, anh giáo viên, anh là giáo viên. À rồi, em hiểu rồi. Đây em vừa em vừa xuống nút giao, bây giờ em đang đi vào đấy. Ok em, okay. Còn tí nữa là đến nhà anh thôi mà. Ok anh, vâng. Đấy, thì bây giờ phải tiếp tục di chuyển đến nhà của bác đấy đã nhá. Dự kiến đâu đó có tầm khoảng 4 cây nữa. 4 cây nữa là đến nơi, đến cái địa điểm của bác ấy mua, bác Tuấn này bác ấy mua. Bác làm giáo viên. Ban đầu mình cứ tưởng trong quân đội, hóa ra là làm giáo viên các bác nhá. Ok, để em tiến hành di chuyển đã cho nó đến đấy rồi. Các bạn. Bác này thì bác ấy không muốn quay. Hôm qua có nói thì bảo là đừng quay nhá, thì cho nên là khả năng là cái cuộc gặp gỡ thì em sẽ không quay. Lúc trước khi gặp anh em quay tí thôi, chứ bảo là bây giờ tự nhiên đến anh đã không đồng ý rồi mà lại quay thì ngại chết, vì anh làm giáo viên thì cũng hơi ngại, vì là cơ quan làm kiểu làm nhà nước mà đôi khi nó thế. Rồi ok, em di chuyển đã. Đến cái địa điểm này rồi các bác ạ. Em thấy là bác ấy gửi định vị là đến đúng vị trí này. Đấy. Đến đúng vị trí này cho nên là đấy, đến đúng vị trí này luôn. Giờ em gọi thử cái xem là ở đâu đây. Em đang ở cổng trường. Trường này là trường gì ta? Ui giời, Hùng Vương à? Hùng Vương. Không biết nhà anh là nhà nào ở mặt đường này. Thấy định vị là ngay mặt đường này thôi các bạn. Anh nhìn thấy em rồi, em đang đứng ở chỗ cổng trường đúng không? Đúng rồi, nhưng mà ở chỗ anh chỗ nào để em đến? Anh đằng sau em đây này, anh đi Camry ở nhà anh bên tay trái chỗ cái con xe gì trắng trắng nó đỗ ấy. À vâng. I10 ấy. Không, ok. Rồi, cứ xong đấy đi vào hẳn sang bên nhà anh được. Ok anh ok. Ok anh ạ. Đây, anh ấy đang chạy con Camry đây. Đó. Rồi ok, thì em tạm thời em phải tắt máy đã các bác nhá. Chứ em không để máy như này được bởi vì anh ấy bảo là không quay. Rồi đã giao xong xe các bác. Thế nhưng mà bác chủ nhà thì cũng trẻ thôi, sinh năm 79 thôi. Nhưng mà con gái đã học đại học rồi. Đấy, thế cho nên là hiện tại thì
Bác ấy không muốn quay, thế cho nên là em thì em cũng không quay. Đấy, cái xe thì đã ra ở bên cửa bên nhà bên kia rồi nhá. Đấy, bác chủ đấy. Rồi, bây giờ thì hai anh em phải đi bắn về Hà Nội đã. Ok các bác nhá. Đấy các bạn, vừa rồi thì chia tay luống cuống tí để quay video lung ta lung tung, giờ lên trên đường cao tốc mới có ổn định cái gì mà nói chuyện với các bác được. Thì cái anh này là anh sinh năm 79 và cả nhà làm giáo viên. Và mua xe thì phải nói là tuyệt vời. Trước đấy thì anh ấy đã tin tưởng một người bạn và mua một con Vios. Thế ở con Vios đấy ghi là hơn 6 vạn, nhưng mà khi mà em nhìn vô lăng cái thứ mòn vẹt, chân phanh, chân ga, chân phanh với chân ga mòn vẹt đi, thì em bảo con này chạy không dưới 30 vạn rồi. Khách cũng chán. Đấy. Khách gửi ảnh cho em cả chụp ảnh chân phanh mòn vẹt cả một bên bên đạp phanh đi. Thì con này thì về cơ bản thì đời 2017 con Vios của khách mua ấy. Thế con này thì khả năng là chạy theo kiểu là Grab hay là tiện chuyến, nhưng mà biển thành phố Hồ Chí Minh, biển miền trong. Đấy, mang ra miền Bắc lại bán, mua lại một người bạn nào đấy. Thế nhưng mà về cơ bản thì chạy nhiều quá, thế là bạn thì mặc dù là buôn xe thật đấy, bạn bán cho bạn thì vẫn không ăn thua các bạn. Đấy, như anh bảo là tiền nó vẫn là trên hết. Đấy, thế cho nên là tình bạn thì cũng dưới tiền. Thế cũng chả biết làm nào được, thì anh bán con Vios đi thì lấy con Triton của em. Thì con Triton của em như hôm trước em bảo đấy, thì bảo là anh cọc cho em ít thì em chuyển sang, thì anh bảo thôi thì anh chuyển cho mày hẳn 400. À, cọc rất to, cọc cực to luôn, không bao giờ thoát được luôn. Đấy. Bây giờ thì tiếp tục hai anh em hành trình về Hà Nội, nhưng mà chờ Hà Nội thì tầm khoảng 2-3 giờ thì là mới gặp gỡ khách hàng ở đấy để mà giao con Kia Karen máy dầu này. Đấy, thực chất ấy thì nói đến giao hay không ấy thì cũng chưa thể biết được, là bởi vì là khách mới cọc cho em 5 triệu để giữ xe. Đấy, hẹn thứ hai lên xem xe. Thì tiện là hôm nay là hai anh em đi giao cái xe ở Phú Thọ này, thì tiện lấy con này đi và đằng nào cũng về đến giáp Hà Nội rồi. Đấy, thì em sẽ đánh luôn con này xuống tận nơi cho khách xem. Đấy, khách mà ok thì có thể là mua luôn, mà không ok thì em lại đánh về, không sao cả. Chỉ xin ít xăng dầu để mà đánh về thôi, tiền dầu, tiền tiếp các thứ đánh về thôi. Đấy, không sao. Đấy, bởi vì là khách cọc thì khách có quyền bỏ cọc mà. Đấy, cho nên là cái cọc đấy thì em cho vào gọi tiền xăng, tiền dầu các thứ là gọi là thoải mái đi, đúng không? Đấy. Thì nếu mà trường hợp mà khách có lấy thì con máy dầu này bán đi thì bọn em lại phải đi taxi về một cái địa điểm nào đó của văn phòng nhà xe Hà Lan, sau đó lại tiếp tục bắn về Thái Nguyên. Đấy, mà cũng tiện buổi trưa ở đấy tìm xem có cái xe nào có thể mua được hay không, nếu mua được thì tốt, hai anh em bắn về luôn. Đấy, nhưng mà không biết là có mua được hay không thì chưa rõ, nhưng mà trước mắt thì bây giờ cứ phải di chuyển về đã, thời gian thì đang rông dài lắm, tí nữa chưa dừng trạm dừng nghỉ bọn em uống nước nôi trong tiện tìm xe tìm cổ xem thế nào, liên hệ mấy đầu mối dưới đấy xem có cái xe nào còn cửa cho anh em không. Bọn em đã di chuyển về đến cầu Thăng Long, cầu Rồng Bay. Trước đây có cái video là em cứ quay đến này em nói cũng chém gió bừa đi, hóa ra là loạn lên, nói ra là nói cầu là Thanh Trì. Nhiều anh em thì bảo là cái cầu đây mới là cầu Thanh Trì. Đây là cầu Thăng Long các bác nhá. Đính chính lại cho cái video trước là cầu Thăng Long. Đấy. Vì thực ra thì em có quay rất nhiều cái đoạn video nói về cái cầu này rồi và đi qua trên đoạn cầu này rồi. Thế cho nên là cũng lần này thì cũng phải quay để mà nói lại thôi. Đấy. Cầu Thăng Long là cầu này nó chia làm hai tầng, tầng trên là cho ô tô đi như này, tầng dưới là có xe máy và tàu hỏa các bác nhé. Đấy, cầu này cầu hai tầng. Đấy. Dưới này là các khu công nghiệp của Nhật, Panasonic rồi thì các nơi khác, rồi các nhà máy của người nước ngoài người ta đầu tư ngay bên dưới này. Đó. Rồi bây giờ bọn em tiếp tục di chuyển từ đây về đến cái địa điểm mà khách gửi định vị đâu đó tầm khoảng 20 cây hơn 20 cây nữa. Nó nằm cuối Hà Nội cơ, chứ không phải là nằm đầu trên Hà Nội đâu nhá. Đây là đầu trên. Đấy, còn đầu cuối Hà Nội cơ, mãi Thanh Trì phía dưới cơ các bạn. Sắp đến rồi các bạn ạ. Tầm khoảng 700m nữa. Thì ở đây là phải rẽ ở đoạn nào đây? Đoạn này chắc là rẽ đoạn dưới kia rồi. Đấy. Rẽ vào đâu đó khoảng 700m nhưng mà không biết là bên trong thế nào, có vào được không thì chưa rõ. Đấy. Khả năng là phải đứng ở ngoài gọi khách thôi, bởi vì là khách gửi định vị cho hình như là mãi ngõ ở bên trong ấy. Đây, rẽ ở đây, ok, rẽ vào cái ngõ khá là nhỏ, không to lắm. Đấy. Vào trong đó rồi em sẽ alo cho khách sau các bác nhá. Ok, đây đường kia có vẻ hơi nhỏ đấy, không biết là có chỗ đứng đậu xe không. Đây, đánh vào cái sân tập thể này đang đợi ra đây.
Con này được cái dàn lốp còn mới. Con trai đấy à? Ui giời, lớn này rồi à? Em sinh năm bao nhiêu? 90 à? Ờ 90 thì con tầm này rồi. Ôi mới ngủ dậy à cháu? À. Thế là nhà ở đây luôn này em? Vâng. À. Đấy em mở máy đấy. Đấy mở đấy. Ok. Máy với bọn anh mới chỉ phun rửa thôi, chứ không phải là rửa chuyên nghiệp đâu. Chỉ là dùng máy phun máy nước bình thường mình nhé. Đấy, anh Cường gọi sắm cái đèn, anh Toan dùng điện thoại. Quên ấy, sắm mấy cái đèn rồi. Tháo cái áo ra, nóng quá. Turbo tôi biết con này cũng còn ngon đấy, bảo dưỡng hết rồi đấy. Turbo mới bảo dưỡng đấy. Không bị ra dầu ở trước gì đâu. Đâu? Ẩm. Đây gì? Đây nó là cái ống. Nó là ống gì nhỉ? Từ từ để xem nó cái ống gì. Đây đây. Con xoay đi. Có cái ấy không mà tháo này ra mà xem. Có đây. Cái T10 nhấc cái nắp này ra cho thoải mái. Đấy, bán xe cho các em này thì rất hiểu biết về xe luôn. Thế cho nên là nhiều khi cũng yên tâm hơn là những cái khách nào mà họ không biết tí gì. Giao cho họ xong về họ lại kêu là úi rồi cái này thế kia chết. Đây toàn anh em hiểu biết cả cho nên là rất là dễ dàng. Anh em cứ xem ấy thoải mái. Đây cái chỗ này hôm bữa trước vừa xử lý là hai cái gioăng của hai con kim này. Thì bây giờ nó vẫn hơi hở một chút ra cho nên có hiện tượng khói từ đây ra. Chứ cái này không ảnh hưởng đến động cơ. Đấy, nó chỉ là cái hở cái gioăng giữa cái kim phun này và cái phần máy. Thế cho nên là nó nóng, nó có khói, nó phụt lên đấy. Chân máy thì thay mới này. Đấy, phải tháo cả mặt máy này ra để kiểm tra cho thoải mái. Em này thì không phải làm về xe nhưng mà xem xe thậm chí là còn hơn rất nhiều ông thợ luôn. Này chắc là đá điếc gì đó. Cái này nó ốp từ đầu. Em sống ngoài Hà Nội lâu chưa? 4 năm rồi ạ. À đây à? Sống lâu ghê rồi chứ nhỉ? Người miền Bắc này vào Nam sống nhiều lắm nhưng mà hiếm thấy người miền Nam ra ngoài này sống lắm. Thấy ít. Người miền Bắc thì vào trong đấy nhiều. Mẫu em bắt cái này vào đi. Em bắt này, đẩy cái này bắt vào. Kiểm tra hết thế là chắc nhiều bác mua xe xong cái cứ mua xe xong chả kiểm tra tí gì, nhiều khi cũng rất là ngại, cứ để anh em kiểm tra thoải mái luôn. Đấy. Chào tất cả các bác.
hôm nay lại là buổi sáng của ngày hôm sau. Nghe thì rất là buồn cười đúng không? Hôm nay là buổi sáng ngày hôm sau. Hôm qua thì đang đi giao con Kia Karen. Kia Karen máy dầu ấy. Thì giao thì bạn ấy kiểm tra rất là kỹ. Bạn này phải nói là rất có kỹ năng về ô tô cũ. Thì kiểm tra đi tất cả mọi thứ ngon lành. Hôm qua đi thử đâu đó phải tầm 30 cây, cả trên cao tốc luôn. Thì kiểm tra thì là nó hơi ra dầu. Nó có mấy vị trí ra dầu. Thứ nhất là ở chỗ cái nắp dàn cò ra. Cái thứ hai là ở chỗ cái cốc lọc. Chỗ cốc lọc ra. Thì mấy cái vấn đề ra dầu này thì em đã chuyển đã bớt cho bạn ấy bao nhiêu nhỉ? Ra gara kiểm tra thì người ta bảo là xử lý đâu đó mất 4 triệu, em bớt cho hẳn 5 triệu. Nhưng mà về cơ bản thì bạn kiểu như là em khi mà em bán xe ấy, mà khách hàng cảm thấy lăn tăn ấy là em cũng không muốn bán. Em chia sẻ thật thế và em cũng nói thẳng với bạn ấy luôn là thôi em ạ, nếu mà em đã lăn tăn em mua ấy, thì em không nên mua. Đã lăn tăn mua thì không nên mua. Đấy. Còn với anh ấy bán cho người nào người ta vui vẻ thì em bán thì anh bán. Còn nếu như mà mà người ta không vui vẻ thì anh cũng không muốn bán. Thế là về cơ bản thì em không bán cái này, em chuyển trả lại cho bạn cái tiền cọc. Bởi vì là em không chuyển hơn tiền cọc được là vì sao? Là bởi vì em là người đánh xe tận nơi cho bạn xem mà, đúng không? Còn nếu mà bạn lên tận đây xem xe mà xe nó bị như vậy, chắc chắn em sẽ phải chuyển thêm cho bạn cái tiền gọi là chi phí đi lại, triệu triệu rưỡi gì đó để lên trên này xem. Đấy. Thế nhưng mà do em đi giao con Chi Tông ở trên Phú Thọ, sau đó em quay về đấy luôn, thì em mang đến tận cửa nhà cho bạn xem luôn. Thế thành ra là em chỉ gửi về lại cho bạn cái tiền cọc. Thì sau đó là trên đường về em có nhắn tin em có đăng ở trên trang cộng đồng một đoạn, là một cái ảnh bảo rằng là một cái xe bị ẩm dầu, khách không lấy, đấy, cho nên là tiếp tục bán lại. Thì là đang đi trên đường là có bác ở Thanh Hóa gọi điện luôn, nói về tình trạng là nó bị làm sao, máy móc làm sao không, máy móc không làm sao, gầm bệ có làm sao không, gầm bệ cũng không làm sao, tất cả mọi thứ ok. Đấy. Về em xử lý dứt điểm dứt dầu cái chỗ mấy cái chỗ ẩm dầu cho anh. Nếu như trường hợp mà không xử lý được thì anh lại không cần nhận xe. Đấy. Và cái xe sáng nay thì em đã mang cho đi làm rất sớm rồi. Và bác ấy chuyển khoản cho em ngay lập tức luôn. 20 triệu. Chuyển khoản 20 triệu ở đây nha các bác này. Em cho các bác xem. Đây. Đó. Em xác nhận là nhận của anh 20 triệu tiền cọc xe Kia Karen máy dầu biển 98, tổng là 265 triệu là bao rút hồ sơ. Đấy, và bao ship vào Thanh Hóa. Đấy. Xe em sẽ làm lại toàn bộ phần gioăng máy bao gồm khởi để không ẩm dầu cho cả máy nữa đấy. Nếu khi nhận xe mà lỗi tai nạn hay đâm đụng thì em xin lại hoàn tiền lại tiền cọc. Đấy. Và sáng ra thì em có chụp ảnh mấy cái chỗ ẩm dầu đây, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, nó ẩm ẩm này. Đây là chỗ cắt te này. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái ở trên chỗ phía cốc lọc này. Đây cốc lọc xanh xanh này các bác này. Đấy, nó ẩm ẩm này. Các bác nhìn rõ không nhỉ? Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy. Đấy là mấy cái chỗ mà em cần phải xử lý. Đấy. Ngoài ra thì nó còn cái phớt giữa hộp số với lại cái động cơ thì cái đấy nó đằng nào cũng phải hạ xuống, cho nên là thay luôn phớt mới. Các bác biết rồi, cái máy dầu ấy về cơ bản nó chạy đến mười mấy năm rồi ấy, thì không con nào là không ẩm dầu hết. Em khẳng định với các bác một điều ấy luôn. Trừ khi là các bác đi ít để nhà suốt, đi từ ngày mua đến giờ có thể đi được chục vạn chẳng hạn thì nó có thể nó còn ngon. Nhưng mà về cơ bản ấy, thì đi đến đôi ba chục vạn thì con nào cũng sẽ bị như vậy. Đấy thì chính vì vậy mà hôm qua bạn ấy đi thử quá là lâu, đi đến mấy chục cây số, đi cả trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ luôn. Đấy, sau đó là vòng về thì đi đến cái chung kết là thôi, anh xin anh đánh xe về, anh gửi lại em tiền cọc. Thì là tối hôm quá rồi em lại không quay cho các bác được, vì các bác biết rồi, con GoPro nó lấy sáng vào sầm sầm tối thôi. Nó mà lấy vào cái lúc mà sáng quá, quên tối quá thì lại không nhìn cái gì để mà quay cả. Thế là sáng nay thì là mới cầm cái máy quay này để làm nốt cái đoạn video vlog ngày hôm qua các bác. Thì thành ra có đoạn vlog này của nó đến tận 2 ngày. Cuối cùng nó cũng chả đâu vào đâu. Đấy. Thế tuy nhiên thì con Karen máy dầu phải nói là đi khá là ok. Hôm qua thì em đã đi trên cao tốc từ Hà Nội lên đến tận thị xã Phú Thọ. Và đi trên cao tốc cứ bắn ví dụ như là không được đi đến 120 đâu, vì đường cao tốc nó là 100. Thế những cái đoạn mà bọn em biết nó không có tốc độ ấy, thì cứ quên ga một cái thì là nó vọt lên đến 115 km. Đấy. Hôm qua thì đi trên cao tốc Pháp Vân thì bảo bạn là em cứ bắn thử đi, đoạn này lên 100 lên cho thoải mái xem nó có lướt không, thì bạn ấy đi tất cả mọi thứ thì là nó là ok hết, không vấn đề gì. Đấy. Còn con đấy thì bây giờ là đã nhận cọc rồi, đợi là làm xong ok cái thì em sẽ giao vào Thanh Hóa cho một bác ở Thanh Hóa. Đấy các bác nhá. Rồi ok. Bây giờ thì em sẽ vào xuất cái clip này ra cho các bác đã, bởi vì là mấy ngày nay không ra được clip rồi. Đấy. Tiện thể thì đế vào đây một chút. Con này là con Túc Sơn máy dầu này, em ở nhà em mình này. Đây, đế vào đây một chút, cái con nó hoàn toàn mới các bác nhá. Con này là con i10 sedan bản đủ,
xe đã độ rất là nhiều thứ đấy, cả cam 360 độ màn hình rồi thì là bọc ghế mới ở tất cả mọi thứ, la răng mới luôn đây, bọc ghế các thứ mới này đó, qua thấy không đấy, màn hình theo xe anh ấy lắp thêm cam 360 độ và lắp thêm camera đọc biển báo tốc độ là VKS8S đó. Đấy. Con này thì dự kiến bán ra nó tầm khoảng 260 triệu các bác nhá. Lốp lắp các thứ thì tất cả mọi thứ nó đều ok. Đấy, giá báo là 268 nhá. Đấy, lốp lắp các thứ đều ok, la răng đã độ. Đấy. Về sơn si thì con này các bác không phải làm gì hết, bởi vì là khi mà em bán ra con này cũng bán được mấy tháng rồi đấy nhỉ? 3 tháng họ đi được 3 cây. Họ đi được 3 tháng đi được đâu đó khoảng 3.000 cây. Nhưng mà cần tiền mua đất mua nước các thứ gì sau đó là lại bán lại. Con này là biển 43 các bác nhá, biển của Đà Nẵng. Bác muốn thì có thể là rút hồ sơ. Đấy, giá 268 thì có thể là bao rút hồ sơ các bác. Đấy, còn con cụ già này hơi ế một chút. Thế tuy nhiên thì đi con này phải nói là cực sướng và cực đã, đi đâu xa là em vẫn lôi em đi đấy. Đấy. Cạnh tranh với Camry mà. 300 triệu. Đời 2009, số tự động. Đấy. Con này thì hôm nay là sáng mai bắt đầu giao rồi. Giao cho cái cô này là cái cô phải nói là mỗi ngày gọi cho em tra tấn em mấy cuộc điện thoại là chỉ là nhắc là làm sao cho đẹp cho cô này, thơm tho cho cô này. Đấy. Đây, xe đã bán, chờ giao xe. Đó. Đấy. Còn Avante này em cũng đã bán rồi. Còn con cụ già này làm thì ít ăn thì nhiều. Hôm trước em có nói câu đấy mà có bác nào bác comment bác bảo là buồn cười bác nói câu đấy thì đúng. Đấy, làm thì ít ăn thì nhiều. Đấy, 145 triệu. 145 triệu xe 7 chỗ. Còn nữa là con Honda CR-V thuộc đời 2008, số tự động bản 2.0. Bản 2.0 thì bán nó dễ hơn cái bản 2.4 nhé, vì nó đỡ ăn xăng hơn. Đấy. Con Civic này số tự động em đã bán. Con này thì đã bán về Hà Nội và bạn đã chuyển khoản 80% tiền cọc rồi, 22 lấy. Con này là con Vios 2019 bản G cao nhất, 485 triệu số tự động nhá, đã lên màn Android các thứ đầy đủ. Con này con Fadin của thằng em trai em và con này là con vợ của em. Đấy, cưới vợ này em phải nói em sướng hơn cả cưới vợ cả luôn các bác. Rồi ok nhá, xin chào các bác. Em vào em xuất clip cho các bác đã. Ok.